Hey, xin các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stormy Gaming đây các bạn. Và ngày hôm nay trước mặt các bạn đây thì là Nobita the Killer các bạn ha. Thì đây, ngày hôm nay Nobita the Killer nó sẽ đi qua nhà của thằng Nobita các bạn. Thì ngày hôm nay á, cái thằng Nobita thì nó có một cái số chuyện là nhờ cái thằng Nobita the Killer này qua để giúp đỡ các bạn ha. Và tại sao thì cái thằng Nobita lại nhờ cái thằng Nobita the Killer này các bạn? Thì như cái tập trước các bạn cũng đã thấy thì Nobita SE nó muốn bắt cái thằng Nobita các bạn. Đó là tại vì nó muốn chiếm lĩnh cái thân xác của cái thằng Nobita đó và để giống như là nó trở thành một cái người bình thường hợp lệ các bạn, chứ không phải là mang trong mình một cái bộ dạng của Nobita SE các bạn ha. Nhưng mà thực chất thì nó là Nobita SE. Đó. Và sau cái vụ việc gần đó thì có những người anh em như là Doraemon, Sokka, Seiko ngăn chặn điều đó, không để cho cái chuyện đó xảy ra các bạn ha. Đó, nhưng mà ngày hôm nay á thì những người anh em đó thì không thể nào bảo vệ Nobita mãi được, tại vì ai cũng có nhà riêng, ai cũng có công việc riêng. Rồi Doraemon thì ngày hôm nay á là một ngày rất là tồi tệ của Nobita. Thì Doraemon ngày hôm nay á nó trở về cái thế giới quá khứ của nó các bạn ha, để nó hoàn thành một cái số chuyện máy móc trong cơ thể của nó. Cho nên là ngày hôm nay trong nhà nó thì chẳng có ai cả. Và chính vì cái điều đó mà nó nhờ cái sự giúp đỡ của mình. Ok. Đó thì bây giờ mình sẽ chạy qua bên nhà của thằng Nobita xem thử như thế nào nha. Thì do thực chất là Nobita the Killer này á thì đang bị truy nã các bạn ha. Đó, tại vì nó giết quá là nhiều người. Nhưng mà thực sự thì nó là bạn thân của thằng Nobita luôn á các bạn. Đó, các bạn không tin được điều này đúng không? Đã cũng có một khoảng thời gian thì nó đã truy sát cái thằng Nobita, nhưng mà được cái sự mà gọi là tốt bụng của Nobita và Doraemon thì bây giờ tụi nó trở thành bạn thân rồi các bạn. Ok. Và nó đang sống ở trên đỉnh núi này và nó không muốn cho ai biết về cái gọi là nơi ở và vị trí của nó hết, tại vì nếu biết thì chính phủ sẽ ra tay để truy bắt nó các bạn. Đó. Nhưng mà ngày hôm nay là Nobita nó lên tiếng các bạn ha. Nobita lên tiếng thì cái thằng Nobita the Killer này á nó sẽ gọi là phá lệ các bạn. Nó sẽ đi xuống núi các bạn ha. Đã khoảng thời gian rất là lâu rồi nó không có đi xuống núi. Và nó cũng gọi là từ bỏ những cái phi vụ giết người của nó lúc trước. Giết người hàng loạt rồi các kiểu đó, các bạn. Bây giờ là vì cái thằng Nobita thôi đó. Đây ngày hôm nay thì mình sẽ chạy cái con Exeter 210 màu trắng này các bạn ha. Thì đã quen thuộc với lại tất cả các bạn rồi. Đây thì bây giờ căn nhà của Nobita đang ở là nằm ở đây các bạn ha. Đó, một khoảng đường đó khá xa và mình phải đi xuống núi á thì nó mới có cái đường chỉ dẫn cho mình các bạn. Còn mình đang ở trên núi thì gọi là GPS nó cũng thua luôn. Rồi để mình kiếm đường nào mình chạy chỗ lẻ lẻ các bạn. Các bạn cũng đã biết được cái sức mạnh của con ẹt này như thế nào rồi đúng không? Ui không không kiểm soát được rồi các bạn ơi. Trời ơi, nó ban xuống như là một vị thần như các bạn. Nhưng mà cái thằng á Nobita the Killer này trâu lắm các bạn ha. Đó, nó không có dễ dàng mà chết vậy được đâu. Rồi còn chiếc xe của mình đã mất tiêu rồi, không thấy được chiếc xe luôn các bạn ơi. Quá ghê gớm. Để mình lấy chiếc khác ra. Đây đây đây. Ơi. Xe. Trời ơi, mình tưởng nó trôi xuống núi là chết mình luôn. Ôi, Nobita the Killer nó đi chiếc xe này là quá hợp luôn các bạn ha. Đó. Tại vì nó trắng toát mà đi con xe cũng trắng nốt. Trắng đen, nói chung là hai phiên bản này trắng đen hết đó các bạn. Chỉ là tiếc là chiếc xe này không có máu thôi. Nữa 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 hả? Có máu là thành Exeter the Killer luôn. Rồi mình xuống dưới rồi các bạn. Rồi các bạn thấy mình đi đường khá nhanh đúng không? Đó, ngày hôm nay tụi mình phá lệ là mình hả đi xuống núi còn đi ra đường nữa các bạn. Nhưng mà mình đi buổi tối cho nên là cũng sẽ ít có cái sự mà chú ý hơn ha. Con xe nó nhanh quá.
mình chạy là mình không có dám mà gọi là chạy hết ga luôn các bạn. Chạy hết ga là các bạn biết nó nhanh tới cỡ nào không? Đó, mình chạy nhanh vậy thì một phần là cũng tránh gây cái sự chú ý tới mọi người xung quanh các bạn ha. Mình coi gần tới chưa? Đó, gần tới rồi các bạn. Tại vì cái con xe này khá là nhanh nên là mình không có quan tâm tới khoảng đường cho lắm. Ôi, cái thằng này nó chạy xe kỳ vậy? Xém nữa là rớt mồng tôi rồi. Các bạn thấy Nobita được hiểu lỡ chạy xe chưa? Chất như nó cứt các bạn. Cái này mà cho Nobita được killer hả, đi đua xe là còn gì bằng, cũng nhanh như tên. Trời ơi, mình chạy qua nguyên một cái hàng mà hàng dài xe nằm ở ngoài luôn kìa. Ôi, xe máy mà nó đụng xe hơi hả, banh chành luôn kìa. Còn cái xe của mình không biết làm sao rồi. À đây đây, vẫn còn các bạn ơi. Ôi, gần ngay nhà tù nó mới ghê chứ. Cái này mà gặp đúng mấy công an là đưa cho chạy luôn các bạn ơi. Khỏi chạy đâu hết á. Đó là tiếp tục các bạn. Quá nhanh. Ủa, xe này chạy cao tốc là còn gì bằng nữa. Cái này mà có đồng hồ đo tốc độ là chắc hả người ta nó tù một rong luôn các bạn. Đoạn đường nó chỉ cho chạy 50 km/h thôi. Và này nó chạy chắc mình như là trên hả 200 luôn á. Nó tại vì mình muốn phải nhanh nhanh qua nhà của thằng Nobita các bạn. Rồi giờ đây là sắp tới rồi đó. Quá nguy hiểm. Ờ, các bạn hãy lái của hả Nobita được killer như thế nào. Quá đỉnh đúng không các bạn? Đỉnh của chớp. Ây da. Wow. Ở trên đường này là nó chỉ cho 25 km/h các bạn thấy không? Đây nè. Speed limited nè. Tốc độ cho phép đó các bạn. Wow. Ui. Nó rớt nại rồi. Đây các bạn. Đó. Đây đây. Rồi, bây giờ mình sẽ đi xuống ha. Nobita. Nobita ơi. Nobita. Tao là Nobita. Sao rồi, mọi chuyện sao rồi Nobita? Doraemon được cứu lần. Rốt cuộc thì mày cũng đã tới rồi. Nãy giờ tao ở nhà tao sợ lắm luôn á. Tao cứ tưởng tượng là bất cứ lúc nào cái hàng Nobita SC đó nó sẽ tới đây và nó bắt tao ngay lập tức luôn á. Được rồi, có tao ở đây, không cần sợ nó. Bây giờ á, mày theo tao đi. Tao chở qua chỗ này cực kỳ an toàn luôn. Chỗ này á, tao đảm bảo với mày á là cái hàng Nobita SC đó nó sẽ không bao giờ biết đâu. Đi, Nobita. Nếu để Nobita ở đây thì nó sẽ rất là nguy hiểm các bạn ha. Lên xe. Ok, để ngày hôm nay á mình sẽ chọn một cái địa điểm mà phải an toàn cho Nobita các bạn ha. Thì ngày hôm nay á thì đây là công trình bỏ hoang nè, bên đây là căn nhà hoang nè các bạn. Thì để mình xem thử nha. Ở đây là chùm nhà của ông chùm mafia nè. Ở đây á là một cái đoạn sông nhỏ. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi vô bên công trình bỏ hoang này ha. Ok. Với sự giúp đỡ của thằng Nobita the Killer này á,
Thì mình á, nói theo riêng mình á, thì cái hàng Nobita này nó cũng sẽ yên tâm hơn các bạn ha. Cái hàng Nobita SE kia thì dù sao nó cũng là một cái file ma quỷ các bạn, cái file chết chóc SE đó. Còn cái hàng Nobita The Killer này thì nó là một xét dương hàng loạt. Nhưng mà nói về cái độ mà gọi là ai giữ hơn ai á, thì mình nghĩ là 50-50. Tại vì SE thì nó cũng có thế mạnh riêng của nó. Còn cái hàng Nobita The Killer này á, thì nó cũng có thế mạnh riêng của nó các bạn ha. Thì nó xét nhân mà. Còn cái hàng kia thì là SE, SE quỷ cũng giết người hàng loạt. Đó, ai cũng thằng nào cũng ghê hết á. Theo các bạn á, thì các bạn nghĩ là các bạn thích Nobita The Killer hơn hay là các bạn thích Nobita SE hơn, thì các bạn hãy nhớ comment ở bên dưới đó cho mình biết nha. Ok các bạn. Đây. Đây là công trình bỏ hoang nha các bạn. Đây mình sẽ chọn cái khúc bên nhà kia. Tại bên khúc này nè các bạn. Ok các bạn. Đâu rồi ta? Mình có nhớ lộn không ta? Đây đây đây. Đây có rất là nhiều cống rồi các bạn. Cống này rất là to các bạn ha. Để mình cho hả chiếc xe trong đây luôn. Ủa, đi được luôn các bạn thấy ghê không? Đây, tụi ta được killer. Thì cái chỗ này ngày hôm nay sẽ là cái chỗ mà tao sẽ bảo vệ mày ở bên đây. Tại vì nó sẽ không thể nào suy nghĩ được tụi mình sẽ trốn ở bên đây đâu. Để có chiếc xe đạp nữa các bạn. Ui, xe đạp chạy nhanh dữ. Wow. Quá phơi các bạn ạ. Quá dữ. Đâu, cái thằng Nobita đâu rồi? À, nó đây. Ok Nobita. Bây giờ á, mày có thấy đói bụng không? Ta cũng thấy hơi đói bụng đó. Nobita, được kêu lư. Thôi được rồi. Bây giờ á, mày chui vô mấy cái ống cống này đi. Mày trú ẩn trong đây đi. Rồi á, có gì á, tao đi mua đồ ăn gì cho mày cho, Nobita. Và mày phải nhớ á, là mày không bao giờ được ra khỏi cái ống cống này khi mà tao chưa có mặt ở đây, mày hiểu rõ chưa? Tao biết rồi, tao biết rồi. Còn bên thằng bên kia, thằng nào vậy? Tại sao mày lại đứng ở đây? Ôi, chạy ghê vậy. Được rồi, đi vô đây đi Nobita. Rồi, ok các bạn ha. Bây giờ thì á, mình sẽ đi con xe đạp này để tránh gây cái sự ồn ào các bạn. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi mua đồ ăn cho Nobita các bạn ha. Thưa các bạn, còn đây là Nobita SE các bạn ha. Đó, thì ngày hôm nay á, không nghĩ là nó sẽ xuất hiện nhanh tới như vậy luôn. Vậy, nó đánh hơi theo cái thằng Nobita kia đã khá lâu rồi các bạn ạ. Đó, thì bây giờ á, nó đã đi qua tới được ở bên cái công trình này rồi. Tại vì mùi của Nobita nó rất là quen thuộc. Tại vì nó là một file SE mà các bạn. Đó. Mày trốn đâu cho thoát hả Nobita? Cho dù mày chạy đang chơi, mày cũng gặp tao thôi. Bây giờ thì nó sẽ đi tìm cái thằng Nobita các bạn ha. Đây để coi thử coi. Cái thằng Nobita đó hiện bây giờ đang ở đâu? Có dù luôn rồi các bạn.
Tài đang lâm lâm cây dao trên tay. Alright. Bây giờ á, càng đi tới đây á, là nó càng nghe mùi cái thằng Nobita càng ngày càng gần các bạn. Mà nó nghĩ Nobita thì nó cũng ở gần gần vậy thôi, chứ không có xa đâu. Rồi, mày đâu ai? Tao đã tìm được mày rồi, Nobita. Mày trốn đâu cho khỏi tao hả? Nobita, Nobita, tại sao mày lại xuất hiện nhanh tới như vậy? Cứu cô ơi! Bây giờ mày có la tới thằng trời thì cậu chả ai cứu mày được đâu, Nobita. À, ngày hôm nay tao sẽ giết mày, Nobita. Dừng tay lại. Ây da, trời ơi, một pha đáp kèn. Dừng tay lại. Hả? Mày là ai? Sao nhìn giống tụi tao quá vậy? Tao không giống. Tao là Nobita the Killer. Ngày hôm nay nó được sự bảo vệ của tao, và mày không được đụng vô nó. Mày hiểu chưa? Nếu người ta thích đụng nó thì sao? Hả? Mày làm như tao, The Killer. Dễ thôi, ngày hôm nay tao sẽ cho mày đi chầu trời luôn. SR. Đây, nghe đây. Quay, đi ra đi Nobita. Nó chơi mày bây giờ, chạy đi. Đúng rồi, chạy đi Nobita. Để ngày hôm nay nó chơi nó cho. Vào đây. Mày hả mày? Mày à, e xe của tao à? Ây da, âm ghê vậy ta. Chết đi. Chết mày đi. Chết mày đi. Chết mày đi, Nobita e xe. Mày, nó cũng ghê gớm quá các bạn ơi. Nó không phải dạng vừa đâu. Mày hả mày? Ây da. Trời ơi, đâm đi đâu vậy? Ây da. Mày hả mày? Mày nè, ESM của tao nè. Ây da, chết mày đi. Mày ESM mày. Mày cũng chỉ là một cái file nhân bản thôi con. Tao mới là hả, Nobita the Killer thiệt nè. Đau quá các bạn ơi. Mình lại trở về cái ống cống của mình thôi các bạn à. Sau khi đấm nhau cái thầy thằng SE đó thì Nobita the Killer bị thương nặng các bạn. Ngày hôm nay thì nó sẽ chui vô cái ống cống này nằm đây dưỡng thương. Còn cái thằng Nobita kia nó chạy đâu á thì nó cũng chẳng biết nữa các bạn. Một cuộc chiến mà cam go bảo vệ Nobita chạy mất dép. Rồi, ok các bạn. Và như vậy thì video clip này của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video clip này. Và nếu thích thì hãy nhớ cho mình subscribe và một like. Và nếu các bạn yêu cầu hay ý kiến thì comment bên dưới. Còn bây giờ thì mình là Stubby Gaming. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha.